Hội đàm định kỳ công tác quý 1 năm 2023 giữa đoàn đại biểu các đồn biên phòng, cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bát Sát, Mường Khương và Pha Long Việt Nam với trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu Trung Quốc vừa diễn ra tại thành phố Lào Cai. Hoạt động này được nối lại sau 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Quý 1 năm 2023, Việt Nam đã trao trả cho Trung Quốc 6 vụ với 18 đối tượng. Trung Quốc trao trả Việt Nam 32 vụ với 298 đối tượng. Hai bên cùng nhau trao đổi qua thư tín 110 lần với 204 thư. Tiến hành trao đổi thông tin qua đường dây nóng 45 lần. Các nội dung liên quan đến quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu, đấu tranh phòng chống tội phạm, chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh, đồng thời thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp lễ Tết của hai nước. Tại buổi hội đàm, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì và củng cố các cơ chế hợp tác đã được ký kết, chủ động tham mưu phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, mở lại các hoạt động qua lại biên giới và trao đổi hàng hóa của cư dân hai bên biên giới, thực hiện luồng ưu tiên, thông quan nhanh đối với hàng nông sản, thủy sản, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu tại cặp cửa khẩu Kim Thành – Bắc Sơn. Tại buổi hội đàm, hai đồng chí tiêu biểu của lực lượng biên phòng hai bên vinh dự được trao tặng danh hiệu Sứ giả hữu nghị quý 1 năm 2023. Đại diện biên phòng hai bên cũng tiến hành ký kết biên bản hội đàm.